Xin chào tất cả anh em. Hôm nay là ngày 29 tháng 12. Em xin gửi tới anh em một lô cần giá cũng mềm mềm thôi, nói chung nó cũng xứng đáng. Anh em thấy ưng ý cây nào thì vui lòng liên hệ qua Zalo, số điện thoại em để dưới màn hình 0905 31 8697. Em tên Học. Thì đầu tiên cây he chi Sunfish. Cây này có chiều dài là 2m1, cứng 20. Cái ngọn của nó là ngọn đặc nha anh em. Cái ngọn của nó là ngọn đặc. Anh em mình câu bè, câu cá giò cái gì hói. Nó hợp lý. Rồi, cái này có ngọn của nó là 1 ly, chiều dài 2m1, cân nặng là 135 g, khuyên bát Fuji. Khuyên bát Fuji. Ok. Cái này bán rẻ rồi, 400.000. Anh em về chơi chơi câu bè, cái giò gì hói. Phôi của nó nè. Ok, phôi đẹp anh em. 400.000. Rồi, tiếp theo cũng là cây he chi dây trong. 2m1, cứng 30. Bu xít môi trề. Bu xít. Cái này mình về mình cũng câu bè luôn, câu dìa giò hói. Nó có chạy sau lưng này chút nha nè, phôi ok, nó chạy sân này chút rồi. Nó rẻ anh em 300. Bát Fuji khoen xích 300k nha anh em. 2m1, cứng tầm 30. Ok, cây số 2 300k. Cây số 3 là một cây ISO của Shimano. ISO của Shimano. Bát Fuji. Cái này có chiều dài 3m, cứng 2. Hàng China xuất Nhật nha anh em. Shimano. Tem vàng đầy đủ. Hầu như chưa có trầy xước gì hết rồi nè. Đẹp lắm, còn đẹp lắm. Khuyên bát Fuji, nghiêm chỉnh. Mới len ken luôn. Nếu mà cái này anh em về hạ tay chơi thì nó cứng tầm cỡ 4H. Cứng tầm cỡ 4H. Ngọn long lanh luôn. Khuyên bát Fuji đầy đủ ha. Ok, Shimano Holiday. Đúng rồi, Shimano Holiday. 3m cứng 2. Mới lòng lành luôn. Rồi, cái này có giá 600 ngàn nha nè. 600 ngàn. Ngọn của nó là 1 ly 4, cân nặng là 105 gram. 600 ngàn nè. Cây số 3. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 cũng là một cây ISO, nhưng mà thằng này là của Daiwa. ISO Daiwa. Chiều dài 4m, ngọn cứng số 2, hạ tay thì cũng có tầm 4, hạ tay có tầm 4H. Phôi của nó nè, đẹp chuẩn luôn. Hầu như không có chạy xước gì hết. Isokaze giống như là kamikaze thần phong. Kamikaze không? Kamikaze chiến tranh thế giới hả? Khuyên bát Fuji anh em, rất là đẹp, long lanh luôn. 600k anh em, 4m, cứng 2, tầm cỡ 4H. Ngọn của nó là 1 ly, cân nặng 160 g. Khuyên bát Fuji 600k nè. Cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 là cây dây trong của Shimano. Dây trong Shimano. Thằng này cũng đẹp tuyệt vời luôn. Phôi của nó ngon lành. 3m3, cứng 50. Korea xuất Nhật. Tem vàng. Khuyên xích.
này bullshit luôn nha nè, này cũng bullshit luôn. Bác Fuji, cái này ngọn của nó là 2.8 ly, cân nặng là 300 gram. Cái này có giá 500.000 nha anh em, độ mới còn rất là cao. Rồi, anh em nào thích chơi cần dòng dây trong thì mình mua về trải nghiệm, 500.000. 500k. Tiếp theo cây số 6, y chang cây nãy luôn, nhưng mà 2m7 cứng 30, cũng Shimano luôn. Ngoại hình y xì, không có khác gì hết á, chỉ khác thông số thôi, cũng không có trầy, không có dập gì luôn. Phôi đẹp. 400. Cây số 6 có giá 400k nè, 27 cứng 30. Tiếp theo cây số 7. Số 7 có cây Hechi 2 ngọn của thằng Olympic. Phôi carbon 2 da, 2m1, 2 ngọn. Thì một ngọn của nó là cứng tầm 80, một ngọn cứng tầm 80. Hai ngọn đặt hết nha anh em, hai ngọn tháp đặt hết. Một ngọn cứng tầm 80, một ngọn thì cứng tầm cỡ 50. Ngọn cứng 50 này thì nó bị nói chung là nó lỗi mất khoen. Đây, lỗi mất khoen này. Với lại mấy khoen này nó lô. Anh em về nói chung là mình có chế cháo chuốt ngọn rồi lại, hoặc là thay khoen mình chơi cũng được. Ngọn rất là nhỏ. Đây, câu bè, ngọn tháp đặt nha anh em. Mình câu câu bè thường mình câu, ví dụ như mấy cái này mà đụng hanh đụng đồ là ngon lắm rồi. Nó nhạy, với lại ngọn tháp đặt của nó chịu lực tốt, quýnh ngon. Phôi xoắn 2 da, 2m1, Olympic, khoen Bass Fuji. Nó bị lỗi một ngọn này thôi, quên lỗi khoen của cái ngọn này thôi, còn ngọn này, ngọn cứng 80 này là ngon lành. Nói chung hai ngọn đều là tháp đặt hết. Rồi, anh em về có thể thay cái khoen này lại là chơi thôi. Rất là ngon. 700k nè, Olympic 700k. Tiếp theo cây số 8. Số 8 là một thằng cắm gốc. Này đúng ra nó 3 ngọn nè, nhưng mà giờ tới đây không biết lưu lạc đâu, còn có 2 ngọn thôi. 60-80, 120-150 thì là nó thiếu cái ngọn cứng 80 đến 100. Thiếu ngọn 80-100. 2 ngọn. Xương đặt hết nha nè, xương đặt luôn. Đặt hết. Rồi, chiều dài của nó là 1m50. 2 ngọn cứng 120-150. Ngọn cứng 60-80, xương đặc. Cái ngọn xương đặc. Ok. Long lanh hết, không có trầy xước, không có hư hỏng gì đâu hết á. Khoen Bass Fuji nghiêm chỉnh. Rồi. Cái này có giá 800k nha anh em. 800k. Tem vàng. Cây số 8 rồi. Còn nhiều quá, chuyển qua máy đây. Máy đây. Tay qua. Nhưng mà buồn cái là tay phải. Anh nào tay phải thì giơ tay. Rồi mời anh em tay phải luôn. Quay tay. Hộp. Sách. Nói chung là cho vui thôi chứ không dùng tới đâu. Tay phải nha anh em. Không thuận lắm. Chung là rất là đẹp. Hầu như là không có xước lông mèo lông chuột gì đâu. Ngoại hình còn rất là ok luôn. Đẹp long lanh. Hàng China xuất nhật nha anh em. Rất là đẹp. Hầu như là không có trầy xước hết. Rồi. Con này là con coi hộp coi. Daiwa Agres 100SH. Rồi, thông số trên hộp đây nè. Cân nặng của nó là 250 gram. Thu dây 80cm. Vector của nó là 7.1.1.
Rồi. Kích cỡ của dây của nó là nylon này. Ôi trời. Phối với cây cần này có thử nó ra làm sao. Phối với thằng Shimano. Shimano Scorpion. Shimano Scorpion EV 1551. Cái này có chiều dài là 5 feet 6, thì 5 feet 6 thì đâu đó cỡ tầm cỡ 1m7, 1m75 gì đó. Đây, lua mồi của nó từ 4 đến 14 gram. Dây của nó là 4 đến 12 lb. 4 đến 12 lb. Thằng này thì đây. Dây của nó là 12, 16, 20. Nếu mà mình chơi cái dây 0.29 ly. Cho dù 0.29 ly 135 m là 12 lb. Quấn dưới cây này. Quấn dưới cây này. Đem gắn vô em coi thôi. Có khi nó lại hợp lý. Ok luôn anh ơi. Bụp. Phù hợp luôn. Rồi, cây Shimano này thì hộp bao vỏ đầy đủ. Phụ kiện đi theo luôn. Độ mới của nó thì nói chung là trên 95%, 95-98%, hầu như không có trầy xước. Khuyên Fujishit. Fujishit. Cứng nó tầm ML nè, cứng nó tầm ML. Ok. Cây riêng cây cần thì 1,5 triệu. Riêng cái máy thì 1,6 triệu. Nếu mà anh em lấy hết bộ thì em bớt mỗi đứa 100. 3,1 triệu, 2,2 triệu, 2,9 triệu, xong, mau. Ok. Làm cái máy nữa coi. Tiếp theo cũng là một em Shimano C3000HG. Dòng Nasi C3000HG. Cái này ở trên thị trường thì đang có giá khoảng cỡ 2,1 triệu, 2,2 triệu gì đó. Này em bán 2 triệu. Nguyên hộp sách. Cân nặng của cái máy này là 240g. Mắc rắc của nó là 9kg. À nãy quên nói cái thằng này. Thằng này mắc rắc của nó là 4kg nha anh em. 4kg. Rồi. C3000HG. Mở cái. Máy này nè. Đồ chơi dự phòng. Sách vở. Học bài. Con hàng này sản xuất ở Malaysia nha nè. Tay quay đổi trái phải thoải mái. Mới 100%. Nghe kêu phơ. Rất là đẹp. Con này mà lua, câu mực. Anh em câu lưu rê, con mực là y bài luôn. Mắc rắc của nó 9kg cơ mà. Banh sát luôn. Ok. C3000HG. Mới full hộp sắt 2 triệu anh em. Rồi còn con nữa. Ultega 4000, dòng này chắc là quá quen thuộc với anh em rồi đó. Mới 100% full hộp. Hộp sắt đầy đủ y chang như con nãy. Đồ chơi đầy đủ. C4000HG. Ủa nhầm. Ultega 4000XG. Cũng tay quay đổi trái phải đầy đủ anh em. Đổi trái phải đầy đủ. Mới rồi. Nguyên zin rồi. Không có nói chuyện trầy ở trong này nữa. Hàng chuẩn.
rất là đẹp, tay quay cũng như con kia luôn, ở trái phải. Thông số của nó đây, mắt rắc của nó là 11 kg, độ cao của nó 6.2.1, cân nặng là 270 gram, vòng bi của nó là 5+1, thu dây là 101 cm, là 1m1 trên một vòng. Rồi con này có giá là 3 triệu anh em, 3 triệu nha. Ultega 4000 XG 3 triệu mới full hộp luôn. Rồi quay lại với mấy ông thằng cần câu, mấy ông thằng nước mặn, mấy ông này là mấy ông nước mặn chứ không phải nước ngọt đâu. Cây số 9 tiếp tục là một thằng cắm góc, nhưng mà cắm góc hơi lỡ một chút, dài một chút. Khuyên bát Fuji có chiều dài là 1m65, cứng khoảng cỡ rồi, cứng khoảng tầm 80 nha anh em, tầm 80 đến 100, xương đặc, xương đặc, cho nên là về mình có muốn chế cháo, có muốn chuốt nó nhạy cho nó cảm giác rồi thoải mái, nói chung là nó đã đặc rồi thì mình muốn đẻo muốn gọt sao cũng được hết. 1m65 anh em. Rồi câu bè, câu ngâm hợp lý luôn. Rồi em bán rẻ là 650k nè, 650k. Cây số 9 tiếp theo, cây số 10 cây cần 2 khúc 2 ngọn, 2m4, 2 ngọn, 2 ngọn này có độ cứng khác nhau, mỗi thằng mỗi kiểu. Tháo ra khoen bát Fuji đầy đủ nha nè, tem vàng, ngọn này là cứng cỡ 100, ngọn tháp cứng cỡ 100, 100 đến 120, cỡ 100 á, cầm nhiều rồi, ước được. Cái này thì cỡ 80, này ngọn nó nhỏ, ngọn này quên lấy cái thước rồi, nói chung ngọn này nhỏ lắm, cỡ ly mấy thôi, ly ly 2, ly 1 gì thôi, ngọn này thì to hơn chút, ngọn này thì cỡ ly rưỡi, ly 6. Ok, 2m4, 2 ngọn. Cây này là của Olympic, khoen bát Fuji đầy đủ. Con này mà về mà xanh, săn cá hanh tráp rồi cũng ngon. Hai ngọn tháp đặt hết luôn nha nè. Rồi, cây này có giá 700 ngàn. 700. Cây số 11. 11 cũng là thằng cắm gốc luôn, nó vẫn là xương đặc, xương đặc, cứng cỡ 120, 100 đến 120, 1m5, cứng cỡ 100, ngọn 2 ly 3, cân nặng của nó là 300 gram. Cây này là của Suzumi nha anh em, Suzumi. Không tới à, không tới 100 qua, cỡ 80, chính xác là cỡ 80, ngọn đặt cỡ 80. Rồi, cây này có giá là 650k. Anh em nào yêu thích cần câu ngắn, cần cắm gốc, đụng vô mấy này đi bài luôn. Thằng này thì nó dài hơn chút, yếu hơn chút, cũng là xương đặt, vẫn là đặt từ đầu đến chân. Nguyên một ngọn xương đặc luôn, khoen bát Fuji. Thằng này cứng cỡ 50, cứng cỡ 50, nảy lắm. Cây này là 1m8, cứng cỡ 50, ngọn 1 ly 7, cân nặng của nó là 180 gram, khoen bát Fuji. Rồi cây này cũng có giá là 650k. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 cũng là một cây cần zit. Cây cần zit. Đây, thông số của nó đây nè. Zenith. Của hãng Zenith. Dòng Genesis
Limber SX60. Cái này có chiều dài là 1m8. Cái này có chiều dài 1m8, ngọn 2 ly 2. Thì chỉ số zit của nó là từ 60 đến 120 gram. 60 đến 120 gram. BE từ 1 đến 3. 60 đến 120 gram. Khoen xít nha nè. Fuji xít. Full vàng Fuji xít hết. Bu xít luôn. Bu xít luôn. Bát Fuji vàng. Cái này có giá 1,6 triệu nha nè. Độ mới rất cao. Nhìn mấy cái chân khoen của nó. Rồi. 1,6 triệu nha nè. Cây số 14. Cây số 14 là một cây cần ngâm của Shimano. Anh em nào mà chơi lăn xê, anh em mà chơi lăn xê hoặc là câu biển cứng khoảng cỡ 80. Cứng khoảng 80. Lăn xê hoặc là câu biển y bài. Phôi carbon xoắn 2 da Shimano, phôi carbon xoắn 2 da. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Khoen dài quang. Hàng Fuji hết nha nè. Cân nặng của cây này là 2 ly 7 anh em. Cân nặng của cây này là 2 ly 7. Cứng tầm cỡ 80. 2m4. Carbon xoắn 2 da. Cái này có giá 900 nha nè. 900k. Về mình chơi lăn xê, câu biển, cát, sỏi, bùn. Cái số 15 anh em. 15 cũng thằng này thì nó thuộc cái dòng em không nên biết gọi lua hay zit. Nhưng mà theo em nghĩ nó là thằng light zit. Cái thông số cần ben nha, cần này là cần ben anh em. Thông số của nó cũng yếu thôi, không có dữ dằn lắm đâu. Nhìn thấy nó hầm hố chứ còn. Cái cần ben. Rồi, thông số của nó rồi. Đây à. Cái này có chiều dài 2m1. Nó thuộc cái hệ mà light action. Light zit dạng gì đó. À, từ 1/2 đến 1, 1/2 là 1,5. 1,5 OZ thì đâu đó có tầm cỡ 45 gram, 42 đến 45 gram. 10 đến 17 lb. Ok. Khoen Fuji. To chà ba lửa luôn. Số mấy đây? 30, Fuji 30. Khoen Fuji số 30 nha anh em. Rồi, khoen D3 nè. Khoen D3 nó mới to nè. To má ơi luôn. D3 là mới thấy số của nó ta. Tốt quá. Rồi. Bát Fuji vàng. Cái cọng ben này nó có ngọn của nó là 2 ly 8. Ngọn của nó là 2 ly 8 nha nè. Rồi. Ben Lightzit. Có giá 1,4 triệu. 1,4 triệu nha nè. Trắng đẹp. Trắng ngọc nhất ta. Tiếp theo nữa là một cây cần súp. Cây cần súp. Cái này có chiều dài là 4m rưỡi. Cái này có chiều dài là 4m rưỡi. Chỉ số tải mồi của nó là 100 đến 250 gram. 100 đến 250 gram. Cái này là mới 100% nha anh em. Hàng của thằng Sunben. Thông số của nó đây nè. Bốn mét rưỡi. Tải mồi là 100 đến 250 gram. Ba khúc. Khoen của nó nè. Rồi anh em mình về đánh lục. Đánh lục bạc bãi.
rất là hợp lý. Cân nặng của nó là 475 gram, nói chung gần nửa ký, 4,5 m. Độ cứng của nó rất là cao. Rồi, cây này là mới 100% luôn, nhà còn có cây nhất. Bán 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu. Nó có bao ở kia. Để đây nó chặt quá. Không có cầm cái bao vô. Rồi. Cây số 17. 17 là một cây cần súp của Daiwa. Một cây cần súp của Daiwa. Đây. Forecasting. Nó có hơi trầy nhẹ ở mấy cái chỗ sơn ở góc nha nè. Đây chút xíu thôi. Không có đáng quan ngại, không có đáng kể đâu. Khoen xít. Nói chung là nguyên cái dàn khoen này là khoen xít hết toàn bộ. Phôi xoắn hai da. Phôi hai da. Cái này có chiều dài là 4,2 m, cứng 25. Nó thuộc cái dòng súp Caster Carbon Whisker của thằng Daiwa. Phôi hai da hết. Khoen Fuji Seed. Toàn bộ đầu bô xít luôn. Bô xít luôn. Bát Fuji. Rồi, thông số của cây này là 4,2 m, cứng 25, ngọn 3 ly và cân nặng của nó tròn 400 g, không xê dịch, không hơn, không thiếu. Nó làm sao chuẩn chứ ta, 400 g luôn. Tem vàng, tem này tem đời đầu nha nè. Rồi, cây này có giá là 2,5 triệu nha nè, 2,500,000. Cây số 17. Cây số 17 có giá 2,5 triệu. Đây qua. Subcaster. Số 18 là một cây cần ngâm. Số 18 là một cây cần ngâm Lancer của thằng Suzumi. Cái này có chiều dài là 2,7 m, độ cứng 50. Độ mới còn khá là cao. Rất là đẹp. Ngon lành cành đào. Âm 2,7 m, cứng 50. Ngọn của nó đâu, nãy bảo quên cái thước rồi kia, quên đo, cân nặng cỡ 390 g. Thế nên anh em nào quan tâm thì IP của quên nhắn tin qua Zalo, có gì em đo lại cái ngọn này. Rẻ thôi. Cái này có giá 750k nha anh em, 750k, độ cứng còn rất là cao. Mua về mà đánh ISO, câu chép, câu ngâm, ngon lành. Rồi, 19 cũng là một cây súp của Daiwa. Nhưng mà là súp dây trong. Có nhiều anh em người ta mua cái dòng này về, người ta lên cái dàn khoen xít chơi rất là đẳng cấp. Tại vì cái phôi của cái thằng dây trong này là nó khủng khiếp rồi. Phôi dây trong lúc nào không tốt rồi anh em đều biết rồi. 4,05 m, cứng 27. 4,05 m, cứng 27. Cái này do cái phôi của nó màu trắng, trắng tinh, cho nên là mấy cái xước mà lông mèo, lông chuột nhỏ nó dễ hiện ra hơn là những cái màu đen. À, nhìn nó bộ nó không thích một chút thôi, chứ còn thực ra nó đâu phải trầy trụi gì dữ lắm đâu. Điều nó màu trắng cứ đụng tới nó cái rồi tem vàng, phôi chất lượng lắm. Này cũng chơi nào nữa. 4,05 m, cứng 27. Made in Japan nha anh em. Phôi này hết chơi luôn. Bát. Bát đai qua luôn nha. Xích. Bu xích môi trời luôn. Thông số của cây này đâu rồi ta? Không mất hả? Bốn mét lẻ năm, cứng 27, ngọn 3 ly 3, cân nặng của nó là 405 g. Rồi.
này có giá 2 triệu rưỡi luôn nha anh em, 2 triệu rưỡi. Mình về mình để dây trong mình chơi luôn cũng được. Bạo lực, phôi cứng khủng khiếp luôn. Cứng 27 nhưng mà nó thuộc cái dòng dây trong. Cứng lắm, rất là cứng. Đó, bẻ rất mạnh rồi đó. Còn không thì mình có thể mình lên cái dàn khoen ưng ý theo cái cách chơi cá nhân của mình thôi. Rồi 2.500.000 nha anh em. Hết rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu mà anh em ưng ý kênh nào có thể nhắn tin qua Zalo thì số điện thoại em để ở dưới. Rồi, cảm ơn, xin chào anh em.